Vâng, xin chào quý bạn đang theo dõi video giới thiệu dòng xe Elantra của Hyundai Việt Trì. Và hôm nay chúng ta sẽ xem chiếc Elantra số sàn có những gì, trang bị gì về nội thất. Nổi bật là màn hình tích hợp bản đồ chỉ đường, chìa khóa thông minh, nút bấm start stop. Đây, chúng ta có thể tạo lộ trình và có thêm cảnh báo tốc độ ở đây. Đấy, rất tiện nghi hiện đại. Hộp số sàn 6 cấp. Số móc trang bị 2 túi khí và tích hợp nút nghe gọi trên vô lăng và kết nối Bluetooth. Nội thất rất rộng. Trang bị hệ thống âm thanh 6 loa. Đây. Đây là phân khúc C được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Mẫu xe hiện đại, trẻ trung và rất là thể thao. Chúng ta cùng khám phá cốp sau của xe nhé. Cốp sau rất là rộng. Có nguyên bản, phụ tùng đi kèm bộ kích và hàng ghế phía sau cũng hạ xuống. Rất rộng phải không ạ? Camera lùi, cảm ứng lùi với mắt, đây cửa gió điều hòa phía sau. Rất thoải mái ngồi, không gian rộng rãi. Đây là phân khúc C, giá tiền rất là phù hợp, chỉ hơn 500 triệu thôi. Quý bạn liên hệ về số điện thoại 0978 335 999 để được tư vấn nhé.